chúng ta cũng đang tác động đến chúng ta đó, tác động đến người chủ doanh nghiệp và dẫn đến tác động đến công ty đó, biết đâu đó, đúng không ạ? Cho nên tập trung vào những cái gần chúng ta nhất. Một phút cuối cùng cho câu này, chuẩn bị qua câu cuối. Ok, câu cuối cùng. Có điều gì bạn chưa hoàn thành? Có cái điều gì bạn đã chưa hoàn thành mà bạn cần phải quan tâm hoặc là tiếp tục thực hiện trong kỳ này hay không? Có cái điều gì mà bạn chưa hoàn thành? Xin lỗi, có điều gì chưa hoàn thành mà bạn cần phải tiếp tục quan tâm hoặc là thực hiện trong kỳ này hay không? Câu hỏi rõ không ạ? Rồi các chị xóa giùm cái dòng trên nó đi ha, có thể sửa mấy cái khúc, mấy cái câu chữ cuối xóa giùm, đổi lại khác. Rồi trả lời đi ạ, có cái mục tiêu nào hay cái điều gì mà trong kỳ vừa rồi các anh chị đặt ra nhưng không hoàn thành được, và kỳ này các anh chị hoặc là phải quan tâm đến nó hoặc là phải thực hiện nó, liệt kê ra đi. Một phút cuối cùng cho câu hỏi vừa rồi. Ok, rồi hết giờ cho cái phần trang 6 trên 12. Các anh chị qua trang số 7. Thế thì toàn bộ cái phần trang số 7, các anh chị hãy về nhà làm việc với kế toán của mình. Từ doanh thu, chi phí bán hàng, lợi nhuận gộp, phần trăm tỷ lệ lợi nhuận gộp, chi phí, biến phí, định phí, rồi lợi nhuận ròng, tất cả những cái chỉ số đó đó, các anh chị về nhà làm việc với kế toán của mình ha, để ra được cái con số gần đúng nhất. Tại vì trước ngày đi planning thì chắc chắn các anh chị sẽ không có số chính xác của quý 3 được đâu, thì các anh chị ra cái con số gần đúng nhất. Mục tiêu của các anh chị trong quý vừa rồi là gì và thực tế các anh chị đã đạt được điều gì, và có ba cái chỉ số 1, 2, 3 phía dưới á,
Thứ nhất là dư nợ phải trả, dự kiến các chị là bao nhiêu và số thực tế bao nhiêu, nợ phải thu là bao nhiêu và cái tiền mặt đang dư là bao nhiêu, thì tất ba cái chỉ số đó các chị cũng nên viết rõ ra. Rõ không ạ? Trang số 8, xin lỗi trang số 7 trên 12. Các chị về nhà làm việc với kế toán ha. Rồi bây giờ các chị mở ra trang số 10. Ok, quen không ạ? Trang số 10 quen không ạ? Là gì ạ? 6 step, ha, 6 step, 6 bước để xây dựng cái doanh nghiệp của chúng ta đó. Chính xác là cứ mỗi một kỳ Planning Bootcamp thì chúng ta sẽ làm một phần nào đó trong 6 step này. Thì hôm nay chúng tôi gửi cái cho các anh chị thấy có một cái bức tranh tổng quan về toàn bộ 6 step này, nó gồm có cái gì bên trong đó. Ví dụ ở cái phần đầu tiên Mastery, là phần Mastery là gì ạ? Mastery, chủ động ha. Thì trong cái Mastery nó có 4 phần: đích đến, thời gian, tiền và cái delivery, cái chuỗi cung ứng đó. Thì chúng ta trong từng cái đó chúng tôi đã để sẵn cho các anh chị. Thì bây giờ công việc của các anh chị như sau. Các anh chị lấy một cái bút ha. Trong mỗi một ô đó, đó thì nó có tổng cộng là 10 điểm. Mỗi một ô đó thì chúng tôi để sẵn cho các anh chị một vài cái chiến lược, 4 5 chiến lược gì đó, và tổng số điểm tối đa là 10. Các anh chị tự cho mình đọc lần lượt từng cái ha, và thử đánh giá thử xem mình ở mức mấy điểm trên 10. Ví dụ trong cái phần đích đến, ngoài tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi thì nó sẽ có những cái kế hoạch 3, 5 năm, 3 năm, 1 năm, kế hoạch theo quý, kế hoạch theo 90 ngày ha. Rồi chúng ta có luôn một cái bản kế hoạch kinh doanh trong dài hạn. Được không? Thì tất cả những cái đó thì nó nằm ở cái phần đích đến. Thì các chị liệt kê hết, các chị đọc qua hết một lượt thử trong điểm tối đa của mỗi một ô là 10 điểm. Vậy thì các chị được ở mức mấy điểm trên 10? Rõ không các chị? Rồi, ở đây có tổng cộng 20 ô tất cả. Thì điểm tối đa của nó sẽ là 200 điểm. Nó có hai cái cột, hai cái dòng trên cùng á, là kết quả và đồng bộ hóa, nó chỉ là hai cái tên thôi. Thì hai cái đó nó không phải là hai cái ô ha, hai cái ô để tính điểm. Những cái ở bên cạnh á, doanh nghiệp vận hành không cần bạn, rồi phát triển đầu tư vân vân, thì mấy cái đó mới là cái tính điểm. Như vậy tổng cộng sẽ có 20 ô, mỗi ô 10 điểm thì tổng cộng sẽ là 200 điểm tối đa. Rồi bây giờ các anh chị tự cho điểm mình trong vòng 10 phút. Tự cho điểm mình trong vòng 10 phút tất cả những ô này ha. Một cách tổng quan thôi, mình đang ở mức mấy điểm trên 10. Và sau đó cộng lại thử xem chúng ta được tổng số điểm là bao nhiêu trên 200. Và chúng ta sẽ kết thúc cái đó vào lúc 14:45. Rồi làm đi ạ. Nếu như có bất kỳ một cái thuật ngữ nào ở trong này các chị đọc lên mà các chị không hiểu gì hết, có nghĩa là cái đó các chị không có, đừng quan tâm tới ha. Đúng không ạ? Mai mốt hỏi người code của mình, họ sẽ dạy cho các anh chị.
Có vẻ như các anh chị sẽ không thể hoàn thành trong 10 phút rồi. Nãy giờ mọi người mới hoàn thành được 1 đến 2 cái đúng không? Ok, rồi không sao hết. Nhưng các anh chị biết cách làm không ạ? Ok. Điểm tối đa của mỗi cái là 10 điểm ha. Đây, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm luôn một cái phần khác nữa. Các anh chị đánh giá sức khỏe doanh nghiệp của mình luôn. Và về nhà, như vậy về nhà các anh chị có hai phần phải làm. Phần thứ nhất là cái bảng. Bảng nào ta? Cái bảng tài chính doanh nghiệp trong 90 ngày vừa rồi. Và thứ hai là chúng ta sẽ đánh giá xem mình đang được ở mức bao nhiêu điểm trên 200. Được không ạ? Ai được 150 trở lên thì nhớ thông báo lên group để mọi người chúc mừng. Các anh chị có thể ở nhà được rồi đó. Khỏi cần đi planning ha. Ok, 138 hả? Ok, vẫn thiếu chút nữa, chưa đủ 150. Rồi, bây giờ anh Quang ha, Cốt Quang sẽ hướng dẫn các anh chị về cái cách đánh giá sức khỏe trong doanh nghiệp của các anh chị. Và mẫu khoảng 5 câu đầu tiên. Làm mẫu 5 câu đầu tiên và về nhà thì các anh chị hãy làm cái phần này với đội ngũ của các anh chị. Và các anh chị với Quang, với anh Quang sẽ có 10 phút để làm việc cái phần này ha. Rồi, xin mời anh Quang. Cảm ơn anh Lâm. Xin chào mọi người. Tôi là coach Cason Nguyễn Tiến Quang. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái phần để chuẩn bị cho Brand Bootcamp. Thì đó là khoảng 10 phút để chúng ta đánh giá cái sức khỏe doanh nghiệp. Thực ra thì 10 phút không đủ. Chúng ta sẽ coi xem cái bảng 100 câu hỏi này. Thì sẽ có những cái gì thắc mắc thì chúng ta sẽ trao đổi ngay lập tức. Và chúng ta sẽ làm mẫu một vài câu thôi. Thì mục tiêu của 100 câu hỏi này là giúp cho mọi người coi lại cái tình hình sức khỏe doanh nghiệp của mình ở từng những cái mảng ở trong trong doanh nghiệp, những cái mảng rất là quan trọng. Chẳng hạn như là về chăm sóc khách hàng, về bán hàng, về marketing, về nhân sự, thậm chí là cái về việc cách chị sử dụng thời gian làm sao, cách chúng ta cân bằng cuộc sống như thế nào. Thì đây là 100 câu hỏi hết sức quan trọng, rất là cốt lõi để chúng ta có thể đánh giá toàn bộ cái sức khỏe của chúng ta. Và mục tiêu của cái việc đánh giá sức khỏe đó là khi mà chúng ta có được một cái ok như vậy à, đây là bản cứng. Thì sau khi mà chương trình này buổi hôm nay kết thúc thì chúng tôi sẽ gửi cho các anh chị một bản mềm, và các anh chị sẽ điền lên trên bản mềm và gửi lại cho chúng tôi trước ngày thứ ba tuần tới. Sau đó thì chúng tôi sẽ ra được một cái sơ đồ về sức khỏe doanh nghiệp của anh chị, tức là các anh chị sẽ có một cái sơ đồ nó trực quan hơn, rõ ràng hơn rất là nhiều ha, để các anh chị có thể thấy được về sức khỏe. Và cái sơ đồ đó chúng ta sẽ được coi ở trong Plan Bootcamp. Và dựa trên cái sơ đồ đó, chúng ta biết chúng ta đang mạnh ở chỗ nào, chúng ta đang yếu ở chỗ nào, thì chúng ta sẽ đưa ra được các mục tiêu cho quý tới của mình nó một cách dễ dàng hơn, được không ạ? Ok. Rồi, như vậy là chúng ta có 100 câu hỏi. Và cách chúng ta làm đó là trả lời từng câu hỏi một bằng cách là khoanh tròn điểm từ 1 tới 5 ha. Ví dụ mảng chăm sóc khách hàng thì chúng ta có câu 1, tức là công ty của tôi thử nghiệm và đo lường tất cả để có thể đảm bảo nhu cầu của khách hàng. Thế thì nếu như mà các anh chị đang đo lường mọi thứ trong cái chuỗi cung ứng của mình để có thể đảm bảo là chắc chắn mình sẽ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, thì anh chị là được 5 điểm. Các anh chị đang đo lường rằng là chúng ta luôn luôn chúng ta đang giao hàng cho khách hàng trễ 100%, đúng 100%, luôn luôn đúng hạn, hay là 90% hay 100%, đúng không ạ? Chúng ta luôn luôn giao hàng đủ, chúng ta luôn luôn giao hàng đảm bảo cái chất lượng mà chúng ta cam kết, thì chúng ta được 5 điểm. Còn nếu chúng ta không hề đo lường bất cứ một cái điều gì cả thì chúng ta không điểm, à 1 điểm chứ, sorry. Đó, thì đó là một cái ví dụ. Còn chẳng hạn như là nếu như mà các anh chị ở phần marketing, ở marketing thì nếu như các anh chị coi cái câu số 4 là chúng tôi chỉ quảng cáo khi có thử nghiệm và đo lường được, và chúng tôi không quảng cáo tùy hứng. Thì nếu như hiện nay các anh chị đang quảng cáo tùy hứng, không có bất cứ một cái đo lường, không có bất cứ một cái giám sát gì cả về những cái tỷ lệ của chúng ta, tức là luôn luôn đưa ra những quyết định về quảng cáo bằng những cảm tính chẳng hạn, thì các chị được một điểm. Còn nếu các anh chị bắt đầu đo lường một chút rồi thì các anh chị được 2 điểm, 3 điểm, và đo lường toàn bộ cái quá trình đó thì các anh chị được 5 điểm, được không ạ? Thì bây giờ các anh chị hãy coi trong coi nhanh 100 câu hỏi đó thì xem là có bất cứ câu hỏi nào các anh chị đang thấy còn băn khoăn á, thì các anh chị hãy đưa lên ha. À dạ.
Ok, không sao ạ, vì chúng tôi sẽ gửi cho các chị bản mềm ha, vì cái file này chữ nó màu nó hơi mờ. Ba cái cuối à? Ok, như vậy này. Cái đầu tiên là chăm sóc khách hàng, thứ hai là bán hàng, thứ ba là marketing, thứ tư là đội ngũ, thứ năm là kế hoạch chiến lược, thứ năm là về ngân sách, thứ sáu là hiệu suất làm việc, thứ bảy là khả năng sinh lời, số tám là khả năng lãnh đạo, và cái cuối cùng là cân bằng. Không sao ha các anh chị, chút xíu nữa chúng tôi sẽ gửi cái bản mềm. Lãnh đạo và phương hướng, đúng rồi, ok. Các chị hình dung rõ về cách chấm điểm chưa? Chúng ta không có đủ thời gian để làm hết đây ha. Bất cứ một cái thắc mắc nào trong vòng 5 phút tới thì chúng ta sẽ giải đáp ở đây. Câu số 4 là chúng tôi luôn phấn đấu để xuất sắc hơn 1% mỗi ngày. Tức là nếu như mà hàng ngày, hàng tuần mà mình luôn luôn có những cái đề xuất, những cái sáng kiến để mình cải thiện cái dịch vụ khách hàng của mình, ok, dù là 1% thôi, thì điểm chúng ta có thể đánh cao. Còn nếu chúng ta không hề có bất cứ một cái phương thức gì, không cách gì để cải thiện cái việc dịch vụ khách hàng chúng ta thì điểm thấp, tương tự như vậy. Ok, các anh chị, có một điều hết sức quan trọng ha. Cái bảng này khi mà chúng tôi gửi về cho các anh chị á, thì các anh chị sẽ không nên đánh giá một mình. Các anh chị hãy ngồi với đội ngũ của mình ha, để cái việc đánh giá của chúng ta là khách quan. Được không ạ? Các anh chị có những đội ngũ quản lý cấp trung, những cái người mà các anh chị có thể tin cậy, thì hãy ngồi cùng họ, và có thể mỗi người có một điểm khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cộng cái điểm trung bình để chúng ta lấy được một con số tương đối theo đúng cái team của mình, được không ạ? Ok. Các chị có bất cứ câu hỏi nào thì chúng ta cứ nêu lên ha.
Ok, các anh chị muốn hỏi điều gì trong những cái câu này không ạ? Các anh chị coi cái trang cuối cùng á, có cái địa chỉ email mà các anh chị sau khi hoàn thành xong sẽ gửi về đó. Các anh chị sẽ gửi email về support@actioncoachcbd.com, đúng không ạ? Trước 12 giờ thứ ba tuần sau, để chúng tôi có thể hoàn thành cái việc là lên các sơ đồ tổng kết về cái kết quả của các anh chị. Trước 12 giờ ngày thứ ba tuần sau ha. Là ngày bao nhiêu ta? Thứ ba tuần sau. Hả? 25. Ok. Trước 12 giờ ngày 25, ngày 25 tháng 9. Ba bài tập ha. Nói luôn cái khúc này chút chứ không về nhà sẽ mấy công các anh chị sẽ hỏi. Khi mà các anh chị đánh giá với team á thì mỗi người sẽ có một điểm khác nhau. Như vậy thì cái điểm mà cuối cùng của từng câu thì nó không phải là điểm chẵn, nó luôn luôn là điểm lẻ, tại vì lấy các anh chị lấy điểm trung bình ha. Thì các anh chị cứ lấy theo cái kiểu nguyên tắc làm tròn là được rồi, cũng không cần quá chính xác ha. 2,5 trở lên cho 3 điểm, dưới 2,5 cho 2 điểm. Hình dung được không ạ? Chúng ta chốt cái đó ở mấy công mọi người hỏi ha. Rồi, 10 phút cuối cùng. Sau khi đánh giá hết tất cả những cái câu vừa rồi liên quan đến tình hình trong doanh nghiệp các anh chị, cá nhân của các anh chị, những điều mà các anh chị, những cái thử thách các anh chị gặp phải, những cái thành công của các anh chị, điều cái bài học mà các anh chị nhận ra được đến thời điểm này là gì ạ? Các anh chị nhận ra được điều gì trong cái bài học mà mình nhận ra được là gì ạ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ có 4 bàn tất cả. Và các anh chị hãy thảo luận trong bàn của mình, mỗi người có 30 giây nói cái BFO mà các anh chị nhận được sau khi đánh giá, chia sẻ với bàn của mình. Và sau đó chúng tôi sẽ hỏi một vài người, ai đó muốn xung phong thì chúng ta có thể lên chia sẻ với tất cả những người khác. Rồi, thảo luận trong bàn của mình đi ạ. Các anh chị chỉ có đúng 5 phút thôi. Mỗi người có 30 giây để nói thôi ha.
Ok, 2 phút cuối cùng. Rồi, hết giờ ạ. Chúng ta cần 3 người chia sẻ bí bộ mà các chị học được, xin lỗi, cái điều mà các chị học được đến giờ là gì ạ? Ai muốn chia sẻ? Ưu tiên mỗi bàn một người. Rồi, bàn thứ nhất, mỗi người có đúng 1 phút thôi nha các chị, hết 1 phút là dừng nha. Rồi, từ từ đã, người thứ hai ai ạ? Người thứ hai, người thứ ba. Ok, thôi vậy thì anh Nam nhường cho chị nữ đi ạ. Rồi, mỗi người có đúng 1 phút ha. Bật cái mic lên đi. Tại vì có những người đang nghe online. Alo. Vâng, chào cả nhà, mình tên là Văn ở trong đội nhóm 1. Rồi, anh đứng lên luôn đi cho mọi người thấy á. Vâng. Đứng lên nói luôn đi ạ. Vâng. Nay mình học về chủ đề là quản lý thời gian của quản lý thời gian trong 90 ngày. Thì từ nãy mình ghi ra quá trời những cái câu hỏi của Action Coach đưa ra, thì mình nhận thấy một điều rằng là các cái câu hỏi đó nó cũng xung quanh, nghĩa là theo cá nhân của mình thấy là cuối cùng nó cũng quy về một cái là mình phải quản lý thời gian cá nhân là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình phải xây dựng hệ thống và quy trình. Cái thứ hai, còn cái thứ ba của mình là phải xây dựng nhân sự. Và cái thứ tư nữa là dòng tiền. Nghĩa là mình có bốn, nghĩa là mình ghi quá trời danh mục, nhưng mà mình thấy về phần mình là mình thấy có bốn cái này cuối cùng nó cũng quan trọng nhất với mình. Ok, rất cảm ơn anh. Rồi, cho anh chàng pháo tay đi ạ. Người thứ hai. Ok, anh lấy cái mic này nè. Đưa xuống chẳng đi. Dạ, em chào thầy, em chào tất cả các anh chị. Em đây là lần đầu tiên em tham dự cái buổi pre-planning này. Thì lúc bắt đầu thì em không có hiểu là cái buổi pre này nó có cái ý nghĩa gì. Nhưng mà sau cái quá trình mà em làm cái bài tập này thì em cũng hình dung ra được là thật ra từ trước giờ em cũng không có đánh giá nhiều doanh nghiệp. Thì sau cái bài tập này thì em cũng hình dung là 90 ngày vừa qua em có đạt được cái gì và em chưa đạt được cái gì. Và nếu mà trong cái buổi pre thì trong cái buổi planning bootcamp ấy thì em cần phải làm cái gì. Thì khi mà làm cái này thì em hình dung ra được là em cũng hiểu ra được là em trong cái buổi đó là khi mà đi là mình sẽ phải làm cái gì và mình biết cách để mình làm ạ. Dạ. Rất tốt. Rồi, cảm ơn anh. Chào anh, chào tất cả. Chào mọi người. Em tên là Thảo. Ngày hôm nay thì cái bài học chia sẻ là lúc mà làm 3 trang đầu tiên thì mình thấy mình toàn là ok đánh tốt hết. Nhưng mà bắt đầu qua cái bảng câu hỏi cuối cùng là 100 câu hỏi thì lúc này là mình phát hiện ra là hoàn toàn là mình cái bóng dáng của chăm sóc khách hàng và marketing là không có. Hoàn toàn là không có, cho nên là khi mà coach cho làm bài về Fireway á là tỷ lệ chuyển đổi là zero, khách hàng tiềm năng là zero, chỉ bắt đầu từ khách hàng trực tiếp thôi. Thì qua đây cũng là mình sẽ tập trung hơn về cái đó. Tuy nhiên thì thực tế là vì là do mình chủ động không tập trung vào vấn đề đó. Chỉ đang đeo đuổi vào duy nhất 6 chữ thôi là cái hệ thống vận hành đồng bộ. Và để có điều này thì trong 90 ngày vừa qua cái bài học là có hai cái dấu mốc. Dấu mốc thứ nhất là tham gia cái CA36 của Action Coach. Cái dấu mốc thứ hai á là được hợp tác với lại Coach AV và thay đổi rất là nhiều, rất là tuyệt vời, hầu như 200%. Cảm ơn Action Coach. Ok, rất tốt. Cảm ơn chị. Rồi, chúng ta còn 1 phút nói điều quan trọng cuối cùng thôi trước khi chúng ta dừng ha. Không biết mọi người đọc được không ta, nó hơi mờ chút. Đọc được không ạ? Ok.
Rất là thú vị là anh Văn đã nhận ra được cái này ha. Thực chất đó các anh chị, để mà một doanh nghiệp phát triển ha, thì cái việc chúng tôi huấn luyện cho các anh chị, cái action code đó, tập trung vào đúng 4 thứ thôi. Thay đổi hành vi của người chủ doanh nghiệp ở tiền, ở đội ngũ, ở hệ thống và ở thời gian hết. Cho nên tất tần tật mọi thứ, và thực ra đây cũng chỉ là người chủ doanh nghiệp cũng chỉ quan tâm đến cái này thôi mà. Tôi có bao nhiêu tiền trong tay, tôi lợi nhuận như nào, đúng không ạ? Đội ngũ tôi gồm những ai, hệ thống tôi có cái gì, và thời gian tôi có rảnh rỗi hơn hay không. Và cứ mỗi một tuần trôi qua, mỗi một tuần thì chúng tôi khi mà huấn luyện cho các anh chị, chúng tôi luôn luôn hỏi các anh chị, ok, về tiền kỳ này anh đặt mục tiêu cái gì, về đội ngũ kỳ này anh đặt mục tiêu cái gì, về hệ thống kỳ này anh đặt mục tiêu cái gì, và về thời gian kỳ này anh đặt mục tiêu cái gì. Cứ mỗi một tuần như vậy, một chút thôi, thì tự động nó sẽ có hiệu quả thôi. Thế vậy dùng được không ạ? Rất là thú vị là anh Văn đã nhận ra được ha. Bản chất của việc huấn luyện cuối cùng chúng tôi chỉ tập trung vào đúng 4 cái này thôi. Cho nên tất tần tật các câu hỏi trong đó thực ra cuối cùng nó cũng chỉ xoay về đúng 4 cái này thôi. Và sau này khi mọi người xây dựng những cái chiến lược, nó cũng chỉ quay quanh đúng 4 cái này. Tuy nhiên là về tiền thì nó có rất nhiều thứ ở bên nhỏ ở bên trong nữa. Từ cái việc doanh thu như thế nào, chi phí như thế nào, đúng không ạ? Rồi khách hàng như nào, nó còn nhiều cái nữa, nhưng thực ra quy lại nó cũng chỉ đúng 4 cái này. Ok, thế thì cái việc đi planning bootcamp, chúng ta không nói lại cái chuyện tại sao cần nữa ha. Một số anh chị vô trễ, các anh chị có thể hỏi những người bên cạnh tại sao cái việc này lại quan trọng, nó có tác động lớn đến doanh nghiệp của các anh chị như thế nào. Rồi, tuy nhiên là sắp tới đi, cái hiệu quả của việc đi ra sao thì nó phụ thuộc rất nhiều vào việc là về nhà các anh chị sẽ làm ba cái bài tập này như thế nào. Từ cái việc mà đo lường lại các chỉ số về tài chính, đánh giá lại trong 200 điểm của hệ thống các anh chị đã có cái gì, và đánh giá lại tất tần tật các mặt trong cái doanh nghiệp của các anh chị thì các anh chị đang yếu cái gì. Chúng ta phải mang hết tất cả những cái dữ liệu này cho cái kỳ sắp tới ở Quảng Bình. Rõ không ạ? Các anh chị phải mang hết ha. Cho nên thời gian sắp tới từ giờ cho đến ngày 27, nếu các anh chị có bất kỳ một câu hỏi nào, cứ post trực tiếp lên cái group Viber của chúng ta, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ các anh chị trả lời các câu hỏi để đảm bảo mọi thứ là rõ nhất. Còn nếu như trong trường hợp các anh chị có thời gian nữa, có thể người cốt của các anh chị có thời gian, cứ liên lạc trực tiếp với họ, họ sẽ hỗ trợ cho các anh chị. Rõ không ạ? Rồi các anh chị mở ra, có một cái phần nữa, xin lỗi, nãy chúng tôi quên nói mất. Chúng tôi có một cái trang cuối cùng là những cái điều, đây ạ, đây nè, hãy mang nó cùng với bạn này, bảng đánh giá hoàn thành nè, rồi máy tính xách tay nè, ít nhất 100 cái nêm cạc nè, và chúng ta có hai thứ ha, ngoài cái kế hoạch, ngoài cái bảng đánh giá, máy tính xách tay của các anh chị thì có hai thứ các anh chị cần phải mang theo.